Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry. nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 8888808345. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. À, em gửi lời chào anh chị Lan. À, chuẩn bị cuối tuần rồi có kế hoạch gì không à, em thật sự là khi mà ai mà hỏi lê thái là cuối tuần có kế hoạch gì không thì lê thái trả lời thì chắc chắn là người ta sẽ nói là ngày này sao thấy cuộc sống của nó sẽ boring quá à, chỉ biết là có ba đứa nhỏ rồi em thường chỉ có những ngày cuối tuần là mình dẫn mấy đứa nhỏ lên ngoại chơi thôi ở corona thành ra là chỉ có chở mấy đứa nhỏ lên rồi ở trên ngoại suốt cả ngày rồi tối đi về lại anaheim và cứ vậy thôi em thấy tuần nào nó cũng vậy hết À, không biết là quý vị thấy chán mà lại thay là thấy chán lắm tại vì không có enjoy <laughs> wow mà ngọc Vậy... nghĩ mình như như mình thì mình đã đi qua cái giai đoạn đó rồi yeah. nhưng mà nhìn lại cái giai đoạn đó sẽ rất là vui nhìn, nhìn thấy vậy chứ bận rộn rồi đến một lúc rồi cái bây giờ cái uh, vụt một cái tụi nó sẽ lớn lên rất là nhanh yeah. nó đi rồi xong rồi cái mình bắt đầu lúc đó phải giờ có nói nha <laughs> để mình nấu cơm cho nó ăn rồi mình dẫn nó đi chơi vân vân thì đó là người ta thường người mỹ họ có cái chữ là tổ trống uh, và mtx đến khi mà con cái đi vào đại học rồi ra trường hết rồi cô đơn cái... <laughs> hai vợ chồng già cô đơn <laughs> à, thưa quý vị mở à, đầu cái phần tin tức hôm nay thì một bản tin không lấy gì làm sáng sủa cho lắm cho nên nhìn ngay cả cái bức hình nó cũng cái, cũng, cái màu nó không có đẹp đẽ gì hết đó là hãng à, à, bảo hiểm state farm họ sẽ bắt đầu công bố thêm 72.000 những cái căn nhà cũng như là chung cư sẽ bị hủy cái bảo hiểm không có tiếp tục renew nữa. Trong đó có nghĩa là có 30.000 căn nhà là single house và 40.000 cái cái căn hộ apartment. Lý do đó là họ nói rằng là họ không có cam nổi nữa bởi vì liên tục những cái vụ mà cháy rừng rồi những cái vấn đề liên quan đến thời tiết trong thời gian qua cho nên nó dẫn đến cái chuyện là họ thua lỗ quá nhiều và cái việc này nó sẽ bắt đầu bằng từ họ nói từ mùa hè này họ sẽ bắt đầu họ thông báo là những cái chương trình nào ở oh, những cái nhà nào họ sẽ bắt đầu họ hủy họ không có nhưng mà lý do để hủy nó là cái gì thì họ cũng chưa có đưa ra chỉ biết rằng đó là mặc dù là 72.000 72.000 căn nhà cũng như là apartment, nhưng mà họ nói cái này chỉ chiếm 2% trong tổng số những cái căn nhà hay là những cái 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 chung cư mà họ phải có trách nhiệm cover ở trên toàn tiểu bang California, thì đó là một con số làm cho người ta cảm thấy là rất là hoang mang. Nhiều người đó mua cái bảo hiểm của State Farm, thì giờ này họ đang chờ đợi Ồ oh, trong 30.000 căn nhà đó hay là 42.000 cái apartment đó có lọt cái căn nhà của mình vô trong khu vực đó hay không. Rồi thêm nữa cái bảo hiểm trong thời gian qua nhiều người đã biết rồi nó tăng lên khi mà lúc mà chúng tôi nói tin tức là tăng lên. Ví dụ bảo hiểm xe tăng lên khoảng trung bình 33%, bảo hiểm nhà cũng tăng lên bao nhiêu thì bản thân ví dụ bản thân Ngọc Lan cũng chưa nhận được cái renew nhưng mà lúc mà nhận rồi á mình mới thấy và wow, đúng là hơi choáng váng thiệt đó mặc dù mình đi xe gì cũng ít nhà mình cũng chưa có phải claim cái bảo hiểm gì hết nhưng mà tăng là tăng đều hết thành ra trong thời gian qua nếu quý vị có thấy ở trên mạng xã hội ví dụ như là Facebook hay là những chỗ này chỗ khác nhiều người người ta lên nói ô cái bảo hiểm của tôi sao tự nhiên nó tăng lên quá trời luôn bây giờ có cái chỗ nào mà nó rẻ hơn hay không ví dụ như bảo hiểm nhà Mới năm trước mình mua khoảng 1.000, thì bây giờ nó tăng lên đến uh, 1 bảy Thì một cái đó số tăng đó rất là nhiều á, nó, dạ vâng. nó cái phần trăm nó tăng lên nhiều lắm. Nhưng mà chịu ừ thôi, bây giờ nếu mình không mua thì sao? Nếu là nhà của mình đã trả hết rồi á, thì người ta có quyền không mua bảo hiểm. Nhiều người á, họ nói, ok, tại vì không ai bắt buộc hết. Còn nhà mà mình thiếu tiền ngân hàng thì dĩ nhiên ngân hàng họ phải ép mình phải mua bảo hiểm nếu không thì họ không cho mình mướn. Nhiều người nghĩ là ôi giờ thôi tôi không mua bảo hiểm nữa kệ. À, nếu mà sửa gì tự bỏ tiền túi nhưng mà cái đó cũng hơi nguy hiểm á. Dạ vâng, ờ, ừ. bảo hiểm xe cũng tăng lên 30% phần trăm cũng rồi. rất là nhiều ừ. và hầu như là hãng nào cũng vậy thưa quý vị. À, riêng những cái người nào mà chạy dòng xe mà kiểu mà luxury á mà ngay cả Tesla xe điện kia là cũng có bảo hiểm nó cũng tăng cao bằng với lại cái dòng những dòng xe khác. Ừ. thật ra chúng ta đắp đành phải chấp nhận thôi tại vì không mua bảo hiểm thì cô không không được thưa quý vị. À, một cái thông tin mà Lê Thái nghĩ rằng là sau đây sẽ làm là chúng ta cũng nên để ý đề phòng cái thông tin này bởi vì làm à, có đôi lúc có những cái tên tội phạm thưa quý vị à, chúng ta đọc cái thông tin đọc những cái news đọc những cái bài báo chúng ta thấy là cái cái uh, những cái tên tội phạm mới phạm tội lần đầu hoặc là gì thì chúng ta không ngạc nhiên nhưng mà có những cái tên tội phạm chị Lan mình khi mình đọc về cái 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 cái, cái gọi cái tiểu sử cô Y đó chúng ta phải choáng váng bởi vì có những cái tên tội phạm còn rất là trẻ thưa quý vị từ năm mười mấy tuổi có nghĩa là chưa tuổi vị vị thành niên luôn mà đã phạm tội rất là nhiều rồi à, một tên tội phạm rất là nguy hiểm tên là Ai Ai Ki Suzy, à, ở à, ngay chợ quận Orange County của chúng ta à, theo văn phòng biện lý quận Cam người ta nói đó, thì hiện nay cái tên tội phạm quý vị thấy trên màn ảnh đó chỉ mới có 20 tuổi mà thôi à, ngày hôm thứ tư vừa qua sau khi mà được thả vào một trong một cái ngôi nhà chung đây là cái ngôi nhà theo cái dự án người ta nói là đây là cái dự án project kinship ở Santa Nam cái dự án này là cái dự án người ta sẽ tạo một cái ngôi nhà chung đó cho những cái tên tội phạm sau những ngày mà nó 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 thụ án xong rồi mà được à, kiểu là được cho ra và phải trong cái thời gian mà bị quản chế quản thúc và quản lý ở trong cái ngôi nhà đó thì những cái tên tội phạm này sẽ được quản lý ở trong chung một cái ngôi nhà đó sẽ đeo mấy cái vật dụng này nọ ở cùm ở chân này nọ à, quản lý hết tất cả mọi hành vi hành động đi đứng này nọ thì cái tên này thưa quý vị Susan đã ở trong cái ngôi nhà này khi mà người ta vừa mới chuyển vào thì y trốn thoát ở à, hiện nay thì sở cảnh sát của Orange County quận Cam của chúng ta đang à, lên cái thông báo có nghĩa là quý vị nào mà chúng ta thấy cái tên tội phạm này ở trên màn ảnh thì chúng ta đừng bao giờ đến gần và phải báo ngay cho cảnh sát này quan quan để mà người ta đến người ta truy lùng cái tên tội phạm này à, vào năm 2019 nghìn thưa quý vị thì suzer đã à, khi mà đang ở tuổi vị thanh niên chỉ mới 16 sáu tuổi thôi thì y phạm một cái tội là giết mẹ ruột của mình là bà barbara à, suzer khi mà đang ở trong tòa án á, trong quá trình mà thụ lý và người ta giải quyết cái vụ án này thì y là trốn thoát ra khỏi cái trại giam dành cho trẻ vị thành niên ở tòa án của quận Cam và bị cảnh sát người ta bắt lại vào ngày hôm sau. Sau đó thì bị kết án vì cái tội giết người và ở trong đó khoảng 2 năm. Khi ở trong đó 2 năm vào tháng 4 năm 2022 đó thì Suzer lại tiếp tục trốn thoát khỏi cái dự án nhà chung này à, là Kinship sau khi ra tù nhờ một cái màn hình điện tử xem ở trên cái màn hình điện tử đó và thấy là cái thời điểm nào mà mình trốn thoát được thì y lợi dụng vào cái màn hình điện tử mà đang theo dõi đó thì y trốn ra một đường nữa thì đó năm ngoái thì chúng ta thấy rằng có một cái cuộc truy lùng trên diện rộng ở toàn quận cam à, thì người ta cũng tìm thấy y sau một hai tháng người ta tìm thấy y ngay vào à, cái ngày lễ phục sinh ở trong một cái khu trại dành cho người vô gia cư ở thành phố Anaheim thì cái tên này lại bị bắt một lần nữa rồi lại bị giam vào trong tù một lần rồi sau thời gian thụ án anh ta bị kết án là 90 ngày tù giam ở quận và bị quản chế quản thúc trong vòng 2 năm thì khi mà được đưa vào trong cái nhà chung, trong cái dự án mà kinship này Thì Y lại tiếp tục trốn thoát nữa và đây là một cái tội phạm rất là nguy hiểm và giết người Thật ra nếu như mà chúng ta thấy hình ảnh của Y trên màn ảnh đó Quý vị thấy là quý vị là không đến gần và chúng ta báo ngay cho sở cảnh sát của quận cam Hoặc là chúng ta báo cho 911 nơi người gần nhất để mà người ta có thể người ta tới Người ta có thể là người ta bắt Y à, Thưa quý vị cũng uh, tin tức liên quan đến một người uh, thanh niên 26 tuổi nhưng mà đây cũng là một cái trường hợp rất là hy hữu. Đó là người thanh niên này đã không có cái vé để đi lên máy bay. Thế là lúc mà ở phi hôm mới hôm chủ nhật thôi, ở ngay tại phi trường ở Utah để chuẩn bị bay qua bên uh, Texas. Thì anh này đã nhìn nhìn sao thấy có một cái người hành khách giống như cái vé mà lên máy bay thì quý vị biết rồi, thì anh ta lấy cái phone của mình á chụp cái vé đó, chụp cái vé đó xong rồi thế là anh ta đi lên cái chuyến bay mà đi đi qua bay qua bên Texas thì à, những người đi máy bay quý vị sẽ thấy à, nhiều khi nó rất là đơn giản à, chỉ cầm cái vé đến đó lại scan qua rồi đi vô thôi thì lúc mà lên chuyến chuyến bay Delta đó thì anh ta mới đi vào trong cái nhà vệ sinh mà nói là ở phía trên phía trước anh ta vô đó anh ta ngồi ngồi rất là lâu rồi sau đó đến khi máy bay mà chuẩn bị mà à, cất cánh đó thấy là anh ta đi dùng nhà vệ sinh phía sau ở, gần cuối máy bay anh ta lại vô trong đó anh ta ngồi thì đến lúc mà quý vị biết lúc lúc mà máy bay cất cánh thì người ta yêu cầu tất cả hành khách phải phải rời đó phải vào ghế ngồi rồi xích beo thì lúc đó là máy bay á cái chiếc máy bay nó đang chuẩn bị ra là, là nó sắp sửa là rời khỏi cái phi đạo rồi thì anh ta bước ra thì lúc đó thì thấy chiếc máy bay đó đó có lẽ là cũng xui cho anh ta là nó hết chỗ nó đầy hết không còn một cái ghế nào trống hết thì lúc đó nhân viên uh, phi hành đoàn ở trên máy bay mới hỏi là uh, ghế của anh ta đâu anh ta tên là gì thì anh ta nói lại là uh, tôi ngồi cái ghế số 21F thì khi đến đó có người ngồi rồi thì cái người ngồi ngay đó người ta cũng chia cái vé ra họ nói tôi có cái vé này thì lúc đó người tiếp viên phải nói là bây giờ phải phải giống như đưa cái tên rồi người ta phải check coi cái tên đó có phải ngồi đó không thì lúc đó thì mới biết tên thật của anh này thì khi thấy cái tên thật thì nhìn vô thì anh ta hoàn toàn không có tên ở trong cái chuyến bay đó Thế là chuyến bay phải quay ngược lại đáp xuống và cảnh sát bắt anh ta. Thì anh ta mới nói rằng á là nhà anh ta thì ở Texas, ở Austin, Texas. Còn anh đi qua bên Utah đó là để anh ta đi đi chơi, đi camping. Rồi anh ta đã mua vé ở trên một cái chuyến bay Southwest để trở về nhà. Nhưng mà rồi cái chuyến bay đó nó cũng bị đầy. Cho nên là kêu là phải dời lại chuyến sau. Cho nên bây giờ anh ta chỉ muốn đi về nhà thôi. Chứ anh ta không muốn gì hết thì đây là một cái trường hợp rất là lạ thì hiện bây giờ thì cảnh sát Utah đang giam anh ta ở lại để chờ để xem tiếp điều tra tiếp còn cái lý do của anh ta có hợp lý hay là không à, tại sao mà có cái chuyện mà ăn cấp cái vé máy bay như vậy cho nên là quý vị nếu mà sau này chúng ta bây giờ thường á mình check in là online tất cả nó đều trên online hết trên cái phone mình là nó có cái, cái code uh, qr code cho nên đi qua đồ chỉ mình chỉ Scan cái đó là xong Chỉ có lúc mà cái check-in ở ngoài Thì mới đưa cái driver license của mình ra Chứ nhiều um, Thật ra bây giờ Ngọc Lan cũng biết là nhiều người Người ta cũng có quen xài cái cái QR code đó Họ vẫn xài cái cái vé máy bay mà phải in ra nha Kể cả người Mỹ, người gì cũng vậy à Họ vẫn thích cầm cái đó Tự nhiên họ cảm thấy an tâm hơn Thì cầm đó nhiều khi bị, bị cái kiểu chụp hình như vậy um, Có lẽ là nhiều người cũng lại hỏi là ờ cái chuyện này sao được nó phải kiểm tra nếu anh ta không có đầy đủ thì sao anh ta vô được phía trong vân vân thì những cái câu đó quý vị đừng có đặt ra với chúng tôi chúng tôi không có trả lời được <laughs> nhưng mà tin tức người ta chỉ giới hạn đến đâu thì nó đến đó thì đây là nhưng mà một cái nhắc nhở mà muốn mình có nếu mà có xài cái máy vé, vé máy bay mà bằng giấy thì cẩn thận coi chừng có người khác chụp mà tính ra là em thấy là mình xài bằng cái vé máy bay điện tử nó vẫn tiện hơn. Đúng rồi mà mình lên app rồi mình cũng check in nó cũng lẹ quý vị trong vòng trước giờ bay 24 tiếng ngồi thì chúng ta ừ. check in nó tìm được mỗi chỗ ngồi nó cũng nó cũng sớm nhất mới nhất mà quý vị nào mà chúng ta mà check in trễ á, thì chúng ta cũng bị mất những cái chỗ ngồi ở hàng đầu phải ngồi đuôi máy bay nó rung nó lắc thì mình, mình phải lắc nó theo nó thôi dạ yeah, nhưng mà ngọc lan nghĩ cái anh chàng này chắc ảnh ảnh đoán ảnh làm như vậy là ok ảnh chui ra nhà vệ sinh phía sau nghĩ lúc máy bay á bước ra ngoài đúng không thì sẽ có một cái chỗ trống nào vô ngồi là là xong rồi lên máy bay được là an toàn nhưng mà xui là cái máy bay nó đầy lắm nên nó không còn chỗ xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ và Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy Mọi chi tiết xin gọi 888 880 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sống của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cùng Ngọc Lan và Lê Thái. À, kính thưa quý vị, Trung Quốc là một trong những quốc gia mà từ xưa giờ khi mà nhắc đến trung quốc á, thì chúng ta biết rằng một quốc gia vô cùng đông dân số dân số đứng nhất nhì thế giới nó chỉ đứng sau ấn độ thôi nhưng mà hiện nay thì cái lực lượng mà gọi là lao động của trung quốc á, người ta nói là nó khủng khiếp lắm thưa quý vị rất là đông thành ra cái tình trạng hiện nay giới trẻ trung quốc á, người ta lại rất là muốn kết hôn trễ hơn từ xưa đó thì trung quốc người ta khuyến cáo á, là mỗi, uh, mỗi gia đình mỗi cặp vợ chồng thì uh, uh, trong khi bị dân số tăng quá cao như vậy thì người ta sợ là không không có thể mà handle nổi cho cái dân số của của Trung Quốc của đất nước này thì người ta đưa ra một cái dự luật có nghĩa là à, chỉ được có hai con thôi một đến hai con có thời gian là chỉ cho một một đứa con thôi à, đến cái dự luật đó nó 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 diễn ra trong vài năm thì hiện nay thì giới trẻ người ta giống như là bị bị ảnh hưởng về cái dự luật đó rồi tự nhiên người ta rất là sợ giới trẻ sợ không dám kết hôn cũng không dám à, kết hôn sớm rồi khi mà kết hôn rồi cũng có con rất là trẻ rất là muộn gây ra một cái tình trạng thưa quý vị, tuy là dân số đông nhất như thế giới, nhưng hiện nay thì người ta nói là theo cái thống kê những năm liên tiếp gần đây thì dân số của Trung Quốc lại giảm một cách rất là đáng kể, là cái số lượng mà người ta sinh ra, trẻ em sinh ra nó, nó giảm hơn so với cùng giai đoạn của những năm trước rất là nhiều. Nhưng mà có một cái thông tin thưa quý vị hiện nay á nó nó tràn lan ở trên mạng xã hội ở Trung Quốc cũng như là một cái tờ báo lớn là tờ Reuters người ta cũng đưa tin thì các bệnh viện trên khắp Trung Quốc hiện nay người ta đang ngừng cái một cái dịch vụ đó là ngừng dịch vụ đỡ đẻ cho trẻ sơ sinh và đối mặt với cái tình trạng là dân số giảm dẫn đến cái nhu cầu nó giảm mạnh. Thành ra là tất cả các bệnh viện không biết lý do tại sao người ta lại đóng hết tất cả các khoa sản ở trong bệnh viện này mà trước đây là những bệnh viện này đều có cái khoa sản, khoa nhi để dành cho những sản phụ người ta vào đó người ta sinh đẻ. À, trong khi người ta vẫn chưa rõ là cái số lượng chính xác các bệnh viện không còn nhận trẻ sơ sinh là bao nhiêu nhưng mà theo một cái tạp chí uh, theo Reuters người ta nói rằng uh, là đã tìm thấy ít nhất là có bốn bệnh viện ở 3 tỉnh đã thông báo là đóng cửa cái khoa sản của họ ở trên nền tảng truyền thông xã hội là WeChat của Trung Quốc và tạp chí này người ta cũng đưa tin là dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ hai liên tiếp uh, trong năm 2023 có nghĩa là năm 2022 đã giảm năm 2023 cũng giảm do cái tỷ lệ sinh thấp Uh, kỷ lục và cái tỷ lệ mà tử vong cao do nàng Covid-19 mà trong năm 2021-2022 nó diễn ra thành ra cái dân số của Trung Quốc giảm rất là đáng kể. Và cái sự suy giảm này nó khiến cho uh, chính quyền của thành phố Bắc Kinh người ta phải cảnh giác và người ta đưa ra, gấp rút đưa ra những cái dự luật để mà thúc đẩy cái sự phục hồi của nền kinh tế hậu đại dịch của đất nước này. Và dân số giảm của đất nước Trung Quốc cũng đang buộc uh, các bệnh viện phải lựa chọn là người ta hy sinh các cái dịch vụ quan trọng một thời gian để người ta ưu tiên cho cái dân số già và các biện pháp này nó tăng cường giúp cho cái khả năng sinh sản đang thất bại khi mà nhiều người trẻ tuổi người ta lại lười sinh con từ chối sinh con do các yếu tố về thu nhập về kinh tế tỷ lệ thất nghiệp cao tiền lương lại giảm rồi khi mà dạ, bảo vệ cái cái an sinh xã hội nó lại bị kém thành ra những cái người trẻ người ta đang rất là lười sinh con ở đây là một trong những cái thông tin mà chúng tôi chúng ta cũng thấy là rất là bất ngờ khi mà tại sao một số bệnh viện người ta lại đóng khoa sản như vậy? Nếu như mà lỡ mà thí dụ sau này mà người ta những cái thai sản phụ người ta sinh con quá nhiều, thì những cái khoa sản đó nó không đủ đáp ứng cho cái tình cho cho cái tỷ lệ mà phụ nữ người ta vào sinh, thì lúc đó người ta sẽ giải quyết như thế nào? Mà có khoa sản. Vậy <laughs> câu trả lời rất là hay. Cảm <laughs> ơn. Thưa quý vị, đây là một bản tin cũng làm cho người ta hơi lo sợ nhất là lại xảy ra ngay thành phố Westminster của mình ở đây. Đó là vào ngày hôm thứ Tư 20 tháng 3 thì vào lúc gần sáng khoảng 6 giờ sáng một người đàn ông đã đột nhập vào trong ngôi nhà trong lúc có ba người phụ nữ trong nhà đang ngủ say sưa thì khi mà ông ta đột nhập vào đó, tức là do cái cửa sổ mà hôm bữa Ngọc Lan có nói nhưng người ta cảnh báo là những cái cửa sổ kéo đồ đó quý vị phải khóa thì đây người này đã lợi dụng cái cửa đó mở ông ta nhảy vào thì khi mà ông ta nhảy vào như vậy đó thì một người phụ nữ thứ nhất ở trong nhà đang ngủ tự nhiên giống như là nghe một cái tiếng động gì lớn quá thì mới giật mình giật mình thì nhìn ra mới thấy ô oh, có một ông đang ở trong nhà mình thế là bà ta hét lên thì khi người phụ nữ đầu tiên hét lên thì đến người phụ nữ uh, thứ hai ở trong nhà giật mình chạy ra thì vừa nhìn thấy như vậy bà ta hét lên và bà, bà ta tìm cách chạy thoát ra khỏi nhà luôn để mà cầu cứu thì lúc đó đó nói là người phụ nữ thứ ba thì vẫn còn đang ở trong phòng thì đang giống như là đang rất là 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 hoảng loạn. Nhưng mà người này là kịp trấn tĩnh lại xong rồi giống như là có nói chuyện với lại cái người đàn ông này thì theo như người phụ nữ thứ ba này mô tả là có lúc cái ông này cởi áo ông ra xong ông cầm giống như cái búa vậy đó, mà ông cầm ông vung lên, ông quơ nhìn rất là sợ. Thì sau khi mà những người này họ gọi 911 rồi thì người đàn ông đó vẫn đang trong nhà và ông ta nói rằng là cho ông ta đồ ăn. mấy người này đi ra làm đồ ăn cho ông ta. xong lúc mà cảnh sát đến á là thấy ông ta đang ngồi ở trên sofa ở trong nhà đang vừa ăn chuối vừa uống một chai whisky mà tìm thấy ở trong nhà rồi cảnh sát đến. Ông ta ngồi đó ông ta giống như cũng chờ cảnh sát tới như vậy. Thì cảnh sát đến và nói ông này là à, giống như hôm bữa ngày hôm qua anh Thủy có nói bây giờ người ta không có dùng À, cái chữ là homeless nữa mà người ta dùng cái chữ là in uh, house đó một người đàn ông không có nhà đó ông ta tin chắc là cảnh sát tin chắc là người này là một người như vậy không có nhà thế là bắt ông ta tuy nhiên cảnh sát nói rằng là cảnh sát không có thể tưởng tượng được rằng là cái tình cảnh đó xảy ra với lại ba người phụ nữ này bởi vì sẽ rất là đáng sợ khi mà tưởng tượng mình đang ngủ mà giật mình thấy một cái người ở trong nhà như vậy rồi cầm búa nói với cảnh sát cũng cảm ơn những người này họ đã có một cái bình tĩnh và họ làm theo những cái hướng dẫn giống như những cái yêu cầu của cái tên trộm để mà trong lúc mà chờ cảnh sát tới bởi vì khi mà những cái tên trộm này nó trong cái trạng thái như vậy nếu mà có một cái sự phản kháng hay có một cái gì đó đôi khi nó có những cái hành động mà người ta sẽ không có lường trước được nó có thể gây nguy hiểm cho những người này nhưng mà họ đã làm theo trong cái sự bình tĩnh và gọi cảnh sát rồi tên này chắc cũng không bình thường cho nên là mục đích cũng không phải là vô để mà ăn cướp không bởi vì ăn cướp thì nó sẽ tìm cách nó đi trước chỉ đi kiếm đồ ăn thôi nhưng mà một lần nữa cửa nhà phải khóa cho dù là cửa trước cửa sau cửa hông thì cái quý vị cũng phải khóa cho thật là cẩn thận ờ, trong gia đình em thì người cái người mà cục chèo của em á, gia gia đình của anh nói trên corona cũng cũng làm gặp cái tình trạng như thế quý vị à, nó vào nó, nó lấy một cái ghế mà gọi là cái ghế bố cái ghế dài á, nó để ngay ngay bên hông nhà luôn nó ngủ ở đó luôn wow. rồi khi mình ra mình đuổi những người đó mình đuổi đuổi rồi mình đuổi rồi còn không chịu đi thưa quý vị rồi đến chừng dọn đồ đi rồi lại tiếp tục ngủ đó là liên tục luôn mấy tuần luôn mà trong khi mà cái anh đó ảnh ra ảnh lục cái cái đồ để anh đưa anh đội dọn ra ngoài đó thì thấy là một dao găm đồ tất cả một cái nó lót wow. ở dưới cái gối Nhìn đó sợ quá à. thành ra chúng ta thấy rằng là đây là một trong những chúng ta nghĩ là, rằng là homeless người ta rất là tội nhiều người việt nam mình có một cái tấm lòng gọi là từ bi mình nhân hậu thật sự nhưng đôi lúc có những cái mà mình 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 im lặng để mà mình cho người ta ở nhờ như vậy đó đó là một trong những cái vấn đề là nó gây nguy hiểm cho mình hướng hộ chi đây là những cái tình trạng mà chú quý vị thấy là đột nhập vào trong nhà luôn rất là nguy hiểm trong ừ. cái thời gian này dạ vâng quý vị dũng hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đây Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry. nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu chuyên bán để cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lý do Sài Gòn TV. thưa quý vị, ngày hôm qua thì văn phòng của Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một cái thông báo cho biết rằng là ông đã ký cái việc mà xóa nợ tiếp theo cho gần 78.000 uh, viên chức của chính phủ, những người làm việc cho chính phủ đó được xóa đi cái tiền nợ mà lúc còn học đại học còn uh, sót lại. Uh, chính xác thì cái số lượng người mà được xóa nợ kỳ này á, là 77.700 người. Uh, người ta nói là những người này đa phần là thầy cô giáo nè, những người y tá nè, những người làm uh, công việc mà social worker. Uh, đó là cái gì tự nhiên quên mất tiêu rồi. nhân viên yeah. uh, an sinh xã hội những cái người nhân viên xã hội á uh, những người lính cứu hỏa rồi uh, nhiều người mà uh, làm việc trong những cái ngành nghề khác nhưng mà trực thuộc uh, của chính phủ thì đây là lần thứ hai cho cái việc mà xóa nợ thì quý vị biết là trong thời gian qua khi mà cái chính sách mà xóa nợ cho uh, những viên chức của nhà nước á những uh, những người công chức này đã cũng gặp nhiều cái cái trắc trở lắm mặc dù cái dự trù trong tổng cái số tiền mà sẽ xóa nợ mà tổng thống Joe Biden ký đó, nó lên đến một con số rất là lớn. Tuy nhiên, vừa rồi thì cái số tiền mà đỡ được xóa đó nó là tổng cộng là 62.5 tỷ. Lần này thì cái số tiền để dành cho xóa nợ cho 77 hơn gần 78 000 người này cái con số cái số tiền đó là 5.8 tỷ. Những người này dĩ nhiên họ là những người đã tốt nghiệp rồi đã đi làm rồi và rồi họ có những cái khó khăn trong cái việc mà trả những cái, cái 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 tiền học, cái nợ học. Rồi cái tiền này không phải là sẽ trả cho họ cùng một lượt, ví dụ như còn thiếu 5 ngàn 10 ngàn, không phải là đùng cái là trả trả hết mà cái số tiền này sẽ được trả trong vòng 2 năm, từng theo từng cái paycheck như vậy. Người ta có một cái cái chuyện mà xóa nợ cho sinh viên á trong thời gian qua có nhiều cái uh, hiểu không có rõ. Nhiều người nghĩ rằng a à, các uh, sinh viên đang đi học mà đang uh, có nợ như vậy là sẽ được xóa hết hay là những người vừa mới ra trường uh, học uh, bác sĩ, học kỹ sư, học luật vân vân, còn nợ cả trăm ngàn như vậy cũng sẽ được xóa sạch thì nó không phải, nó không có đúng. À, những người đã tốt nghiệp, đã đi làm và trong thời gian bao lâu họ đã trả cái khoản tiền đó rồi nhưng mà cái tiền đó nó vẫn còn, nó nó có nhiều thì người ta sẽ email những người này sẽ nhận được email trong thời gian tới. À, thì trong cái cái thông báo chính thức của bên à, bộ giáo dục cũng như là đúng rồi, ủy ban giáo dục của Hoa Kỳ thì người ta đưa ra ở trong này là sẽ thấy rất là rõ họ liệt kê ra trong số mà 62.5 tỷ tiền nợ học sẽ được xóa đó thì từng tiểu bang là sẽ là bao nhiêu cái cái số người mà mượn nợ là bao nhiêu, cái số tiền còn nợ lại là bao nhiêu thì khi mà mình nhìn vào ở trong cái danh sách này thì sẽ thấy rất là rõ cái tiểu bang mà cái số người còn nợ nhiều nhất vẫn là Cali. à, California. California gần đến 75.000 người còn nợ và cái số tiền nợ đó lên đến là khoảng hơn 5.6 tỷ chỉ riêng tiểu bang Cali thôi. À, có những tiểu bang thì ít ví dụ như là Alaska thì cái số mà tiền mà nợ của sinh viên còn nợ lại chỉ là khoảng 108 triệu thôi nhưng mà có nhiều tiểu bang thì con số nó lên tới hơn hơn tiền tỷ rất là nhiều. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là California là hơn 5 tỷ 6. Thì đây là những cái danh sách người ta liệt kê ra hết từng tiểu bang cái số lượng người mượn nợ còn bao nhiêu, cái số còn lại là như thế nào thì trong thời gian tới lần lượt họ sẽ được chính phủ trả những cái số tiền này. Dạ vâng. Có nhiều thông tin là chúng ta thấy rằng là có những người đến nay đến bảy mươi mấy tuổi luôn vẫn còn nợ tiền học thưa ừ. quý vị. À, khi mà một số mà phóng viên người ta hỏi những cái người này là lý do tại sao mà sau bảy mươi mấy năm từ lúc mà từ thời sinh viên mượn tiền của chính phủ để mà chúng ta đi học và đến ngày hôm nay bảy mươi mấy năm vẫn chưa trả xong trong khi đó số tiền nó rất là ít số tiền không nhiều so với số tiền mà những cái người bác sĩ người ta mượn để người ta đi học thì người ta, nhiều cái hoàn cảnh lắm khi mà chúng ta đọc chúng ta mới thấy chúng ta vỡ ra rất là nhiều cái nhiều người có nhiều cái gia cảnh ngộ lắm thưa quý vị có nhiều người khi mà vừa mới mượn nợ xong chưa và vừa ra trường đi làm thì ba mất mẹ mất, ừ. rồi người thì lập gia đình, người sinh con rồi liên tục là nhiều cái áp lực gia đình, nhiều cái biến cố của cuộc sống nó xảy ra thành ra người ta lại không được đi làm, người ta không đi làm. Rồi khi người ta quay lại người ta đi làm người ta lại bị mất job này nọ. Thành ra nó kéo kéo dài những cái số nợ đó. Nhưng mà quý vị nào mà chúng ta đến cái tuổi mà chúng ta lớn hơn 65 rồi đó quý vị mà còn nợ chính phủ cái tiền học á thì nó có nó có những cái website có chương trình là quý vị có thể lên đó để mà chúng ta tham khảo nó có những chương trình xóa nợ dành cho những người mà chúng ta nợ trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu đó mà chúng ta không có trả được thì nó sẽ có những cái chương trình rất là ưu đãi cho người dân Hoa Kỳ chúng ta. Thì quý vị nhớ đẩy những chương trình đó ngoài cái chương trình chị Ngọc Lan vừa mới nêu à, trong cuộc sống thì quý vị biết rằng là khi mà chị Lan đi mà gặp một cái người nào đó người ta nói chuyện với mình đó thì người ta nói thật hay người ta nói láo thì chị Lan có bây giờ mà mà kiểu mà phát phát hiện ra hai mình mình nhìn trong cái cử chỉ ánh mắt người ta là à mình biết à cái thằng này nó láo nha chứ nó không có nói thật không có bây giờ mà trong một cái lúc nào đó chị phát hiện ra ở à, cái người đó họ vậy không ừ, đúng có đúng không dạ Dạ. Yeah. Yeah. thì đối với những cái cặp mắt bình thường như là người dân chúng ta như là Ngọc Lan Lê Thái hay quý vị thì chúng ta khi nói chuyện đối diện với một người thì chúng ta bắt gặp được một cái số cử chỉ của người ta của cái người đối diện mà người ta nói láo á đôi lúc có những cái ví dụ như là ấp à, ấp uống hay nào hay nọ hay là nói chuyện mà nó không có trùng khớp thì chúng ta rất là dễ dàng chúng ta bắt gặp a à, cái người đó là nói láo nhưng quý vị biết là chuyên gia FBI người ta không có bắt vào cái đó FBI những người điều tra tội phạm ngoài cái máy mà phát hiện nói dối người ta gắn à, ngay để ngay cái bàn đó để mà khi mà những cái tên tội phạm vào điều tra đó thì người ta có những cái lớp học khóa học rất là đặc biệt dành cho những cái người chuyên gia điều tra về tội phạm. Và ba cái kia ba cái cái điều và chính mà một cái chuyên gia uh, FBI của Hoa Kỳ đó là anh Scott Taylor quý vị thấy trên màn ảnh đó là một cái chuyên gia điều tra của FBI rất là nổi tiếng của FBI. Ông cho biết rằng là ba cái dấu hiệu để mà chúng ta phát hiện ra nhận rõ ràng là ở một cái người người ta không thật thà, người ta nói láo. Cái đầu tiên thưa quý vị đó là cái chớp mắt nhanh. Chớp mắt liên tục đó cái thứ hai đó là liếm môi và cái thứ ba đó là nuốt nước bọt à, mấy cái này chúng ta tưởng chừng là nó rất là bình thường chứ khi mà, khi mà nói chuyện với một người thì người ta nhiều khi ờ à, thế là nuốt nước bọt tưởng là người ta bị khô môi hay là người ta bị mất nước này nọ người ta nuốt nước bọt này nọ hoặc là người ta liếm môi nhưng mà đây là một trong những cái sai rất là quan trọng mà những cái chuyên gia fbi người ta thường dùng những cái sai này những cái dấu hiệu này để mà người ta phát hiện ra cái kẻ mà người ta đang điều tra nói dối hay nói thật à, trên màn ảnh thì quý vị thấy anh đây là chuyên gia Scott Taylor năm nay là 51 tuổi anh được đào tạo rất là kỹ về những cái biểu hiện vi mô ở trên khuôn mặt và phát hiện cái sự nói dối hành vi gây ảnh hưởng cũng như là những cái những cái khóa học rất là chuyên nghiệp về cái vấn đề là phân tích những cái lời nói khi mà điều tra tội phạm và anh khẳng định rằng là không có điều gì có thể che giấu được cái việc nói dối khi mà quý vị chúng ta phạm tội mà chúng ta đối mặt với một, hai nhân viên FBI trong cái căn phòng đó. Anh cho biết rằng là khi một cái người bình thường đó, chúng ta chớp mắt từ 12 cho đến 14 lần mỗi phút và khi những người bị căng thẳng đó thì người ta buộc phải nói dối với tốc độ chớp mắt của họ là tăng đột biến, có nghĩa là trên 14 lần. Ai à, mà nói dối là chớp liên tục, không 16, 18, 20 lần gì đó. Hoặc là một nghiên cứu người ta cũng cho thấy rằng là trong khi nói dối thì người ta có thể chớp mắt ít hơn. Nhưng sau khi mà người ta ngừng người ta không có chớp mắt kiểu mà trợn để giữ lại cái chớp mắt thì sau đó người ta là chớp mắt gấp đôi gấp ba lần cái lần mà người ta nghĩ thành ra là anh nói đây là một trong những cái điểm mà chúng ta đáng lưu ý về cái vấn đề chớp mắt của một người bình thường và một người nói láo ngoài ra thì anh Scott này anh nói rằng là liếm môi và nuốt nước miếng nước bọt đó, là một trong những cái dấu hiệu chính để mà thể hiện cái sự lừa dối của một người khi mà người ta có nói nói đúng hay nói thật anh nói rằng là khi nói dối đó thì con người của chúng ta thường giải phóng cái chất người ta gọi là cortisol đây là một cái loại mà hóc môn, loại hormone để mà gây căng thẳng và nó làm cho chúng ta khô miệng và làm chậm cái quá trình mà chúng ta tiết nước bọt. Thành ra nếu như mà chúng ta không ý thức được điều đó mà chúng ta nói láo, thì những cái hành vi này của chúng ta nó tự động nó bộc phát từ trong cái cơ thể chúng ta nó bộc phát ra, không phải là chúng ta cố tình chúng ta kiềm nén à, chúng ta càng kiềm thì chúng ta càng nuốt nước bọt, chúng ta càng kiềm thì chúng ta càng liếm môi. Thì đây là những cái căng thẳng và những cái mà cái dấu hiệu mà những cái chuyên gia người ta nói là một trong ba cái điểm chính, mấu chốt chính để những cái người điều tra FBI này người ta có thể mà người ta bắt được tội phạm là nói láo hay nói thật ngoài cái máy phát hiện nói dối. Và chuyên gia Taylor này anh còn nói rằng là còn rất là nhiều cái biểu hiện khác nhưng mà đây là nó thuộc cái thẩm quyền của những người ở trong cái FBI là cái thẩm quyền chuyên nghiệp của họ. Họ có những cái cặp mắt rất là tin tường, những cái gọi là cái câu chữ của những người họ nói, đó. họ điều tra hay lắm thưa quý vị. Khi quý vị có có dịp mà ngồi ở trên YouTube á, coi một cái cuộc điều tra của một cái nhân viên FBI điều tra tội phạm đó, của một cái câu hỏi đó chúng ta sẽ thấy người ta hỏi liên tục hai ba lần nhưng mà nó khoảng thời gian nó cách ra nó cách nhau nhưng mà người ta vẫn hỏi một cái câu đó rồi người ta chuyển sang một câu khác người ta lại hỏi khác nữa rồi người ta quay lại câu đó mà những cái câu đó không phải từ tự, tự nhiên tự nhiên hỏi rồi mà hỏi lại nhưng mà những cái vấn đề mà lặp lại lặp đi lặp lại đó nó phát hiện được trong những cái lần mà người ta nói đó người ta sẽ phát hiện được là à cái kẻ đó nó lôi dối hay nó thiệt và đây là những cái sao mà thấy thấy rằng là rất là hay đôi lúc đó, đây là một cái thông tin mà thấy đưa đến quý vị thì cũng là một cái trong những cái hình thức là chúng ta nên đề phòng rằng chúng ta đừng bao giờ nói láo với ai cả nhất là đừng bao giờ phạm tội thì phạm tội rồi mà vô mà ngồi nói láo với nhân viên FBI thì chuyện đó hoàn toàn không thể nào quý vị có thể che giấu được bất kỳ một cái gì cả khi mà quý vị vào trong phòng face to face đối mặt với nhân viên FBI thì những cái gì mà những cái dấu hiệu người ta nghiên cứu đó thì nó Ngọc Lan nghĩ nó cũng mang tính là tương đối. Ở người Việt Nam mình nó hay có cái câu trời ơi cái đứa đó nó nói dối không chớp mắt, <laughs> đúng không? Nói dối không chớp mắt. Thì bây giờ áp dụng vô trong này thì thấy nó cũng à, nó cũng có có cái gì đó nó hợp lý. Nhưng mà nói về cái chuyện mà những cái người ta đọc được cái người đó qua cử chỉ hành vi á, nhiều cái hay lắm. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry. nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lý Sài Gòn TV. Ở trước phần quảng cáo thì Lê Thái đang nói đến cái chuyện mà FBI họ dùng những cái có những cái dấu hiệu để họ để ý quan sát khi mà điều tra tội phạm để xem là liệu người đó có nói dối hay không thì thực tế nó có nhiều lắm trong cái, cái việc mà người ta quan sát cái hình ảnh của người đó như thế nào từ cái cách mà ngồi hay là cái cử chỉ từ cái tay để làm sao cái tư thế ngồi cái chân vắt như thế nào rồi cái mắt nhìn vân vân mà nhiều những cái điều đó đó nhiều người mà người ta làm về không phải là FBI không mà trong cái công việc mà quản lý nhân sự đó đôi khi nó cũng giúp rất nhiều dĩ nhiên mình muốn những cái điều đó thì mình phải phải đọc phải học rồi nhưng mà không phải là ai cũng sẽ có khả năng để mà uh, đọc được những cuốn sách đó để có thể hiểu hết nó là như thế nào uh, mà một trong những điển hình là đọc hoài và không hiểu là ngọc lan <laughs> mình chỉ có thể nói là mình không có cái cái gì cái, cái 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 thiên chức đó để có thể nhìn phán đoán được như vậy mà dù nhiều người nhìn sẽ nói là Oh, uh, khi mà mình nói chuyện mà cái tay mình khép lại thì sao cái tay mình để ra thì lúc đó là mình sẽ cởi mở như thế nào vân vân nhưng mà quý vị uh, ai mà thử đi mua cái cuốn sách đó về đọc thử coi mình có hiểu hết hay không <laughs> uh, trong thời gian qua đó thì với cái sự mà tiến bộ của uh, khoa học kỹ thuật thì càng ngày chúng ta sẽ thấy được cái chuyện mà xây cất nhà cửa nó càng có những cái thay đổi nhiều và một trong những cái điều mà người ta quan tâm nhất người ta À, tìm tòi nhiều nhất đó là làm sao để mà tìm ra những cái vật liệu chống cháy Khi mà mình bảo hiểm, mua bảo hiểm nhà Thật ra cái bảo hiểm đó là gì? Đó là bảo hiểm cháy Đúng không? À, đó là cái quan trọng nhất Bởi vì khi mà đã nói bao nhiêu năm xây dựng chỉ một trận cháy thôi là nó hết Nên người ta luôn luôn tìm cái nào mà nó chống cháy thì bây giờ một trong những cái mà biện pháp cái phương pháp người ta đang áp dụng cho việc mà xây người ta chưa xây nhà nhưng mà bắt đầu bằng cái chuyện mà xây những cái ADU tức là những cái căn nhà phụ đó ở Los Angeles vẫn là đang trong cái quá trình để mà họ tìm tòi thôi đó là họ dùng cái phương pháp là gọi là máy in 3D máy in 3D để mà họ xây ví dụ quý vị đang thấy đây là họ đang thiết kế một cái căn nhà phụ ADU ở Los Angeles cái căn nhà đầu tiên. Họ dùng con robot, có nghĩa là sau khi mà làm móng, làm nền đồ xong hết rồi thì bây giờ cái bức tường này xây lên thì thay vì mình sẽ thấy theo cái cái cách cũ thì người ta sẽ đóng gỗ đồ lên, còn ở đây hoàn toàn không có sử dụng đến gỗ mà họ dùng một cái chất liệu gì đó mà mình cũng không có rành về cái này chỉ biết là họ dùng cái cái con robot này như là một cái máy in gọi là máy in 3D thì không biết là Lê Thái hay là quý vị có bao giờ là thấy cái 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 hoạt động của cái máy in 3D okay. có nghĩa là người ta dùng cái 3D này có thể là tạo ra ví dụ như họ làm thành cây súng cũng được nữa mà muốn nhìn nó dễ nhất đó, nếu mà quý vị ở gần đây đi đến ngay thư viện Santana ở trong đó có máy in 3D họ làm thành ví dụ như quý vị sẽ thấy máy in mình cứ nghĩ trong đầu cái printer là là in giấy rẹt 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 còn cái này nó làm thành những cái hình khối đàng hoàng Có nghĩa là thành ra mới gọi là 3D là như vậy Hình ba chiều luôn Thì họ dùng cái đó để họ xây tường Thì nó sẽ chạy tịch tịch giống như là Nó, nó như là những cái đường kẻ như vậy Để nó dựng lên thành bức tường Họ dự trù là cái công trình này sẽ làm ở trong vòng là 2 tháng với những cái vật liệu là chống cháy. Thì nếu như mà trong cái lúc làm như vậy đó thì họ sẽ vừa làm vừa nghiên cứu thêm để xem coi là những cái phương cách nào mà nó sẽ là mang lại là tốt nhất để khi mà lửa bén tới thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái việc này thì bây giờ người ta đang bắt đầu cái cái công trình này xây dựng cái căn nhà này là hai phòng ngủ hai phòng rưỡi tắm với toàn bộ những cái thiết kế như vậy và cái mái của họ là sẽ làm bằng thép à, trong tương lai họ nói nếu như mà cái công nghệ này nó thành công đó thì cái giá thành uh, trước mắt cũng ở đây họ chưa nói đến cái giá thành như thế nào nhưng mà họ nói là nó sẽ đóng góp một phần rất là quan trọng trong cái việc mà thay đổi cái cái cấu trúc về bảo hiểm về an toàn cho uh, hệ thống dân cư. À, hồi nãy chị Ngọc Lan đề cập đến cái máy in 3D thưa quý vị ở nhà Cơ em có một cái máy ở nhà. Wow à, ừ. mấy đứa nhỏ ở nhà em khi mà chạy lên trên nhà của nó đó, thì thằng cái thằng Cơ của em. Đó, nó in ra thí dụ mà muốn hình cái con uh, dinosaur hay là muốn hình cái cái, cái trái kinh khí cầu hay là bất kỳ cái con vật nào hình 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 thù nào thì nó đưa lên trên cái bảng thiết kế ở trên uh, máy computer đó thưa quý vị. Rồi nó in ra nó làm nhưng mà một cái một cái vật dụng nó ra giống như cái đồ chơi cái thôi của mình nó rất là dễ thương nha. Mà một cái đó thí dụ mà cái nào mà nó càng cầu kỳ, nó càng uh, có nhiều cái cấu trúc, cái kết cấu mà nó cầu kỳ có nhiều góc cạnh đó, thì nó làm khoảng mấy tiếng, hồi 6 tiếng hoặc là 7 tiếng. Lâu. Làm Nếu rất là lâu. lâu chứ không phải làm làm nhanh nha quý vị nhất là những cái máy mà nhỏ nhỏ gia đình nhưng mà em nghĩ hình như là nó mua cái máy đó mấy ngàn thì phải nó cái... cắt tiền chứ không phải là ừ, vâng. à, yeah. và làm lâu lắm nhưng mà mình coi để mình biết rằng hồi đó giờ mình nghĩ ơ máy máy in in giấy thôi nhưng mà in 3D tức là là tạo thành những cái hình khối thì ở đây bây giờ người ta bắt đầu áp dụng cái đó vào trong xây dựng là như vậy. Mình hy vọng rằng khi mà nó đưa vào trong xây dựng thì nhà cửa nó cũng sẽ rẻ hơn nha chị ra Em trong nghĩ vậy. Tương lai. trong tương lai thôi nhưng mà hiện nay thì chúng ta thấy còn rất là mắc <laughs> mơ thôi. À, kính thưa quý vị À, chúng ta hay thường nghe là con đĩa nó chui vào trong uh, cơ thể của con người khi mà một số người người ta ở ở việt nam hồi xưa đó không biết bây giờ thì có mà vẫn còn có những trường hợp đó khi mà cái đĩa ở dưới đồng ruộng đó, người ta đi làm nông làm ruộng ở dưới đó thì có những cái con đĩa cái đĩa trâu hoặc là đĩa con, con vắt hoặc là những con đĩa mén đĩa mén là con những con đĩa nhỏ đĩa trâu là những con đĩa hơi hơi bự bự nè mà khi nó hút máu vào nó chui vào trong người mình nó hút máu đó, thì nó bự nó phình ra thì nó hút mắt ở ngoài cũng có, nó chui vào trong hậu môn cũng có, nó chui vào trong lỗ tai, lỗ mũi cũng có. Thì chúng ta nghe những cái trường hợp đó thì nó 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 xảy ra rất là nhiều từ từ xưa đến giờ, nghe ông bà kể lại cũng có. Nhưng mà cái trường hợp mà để một cái con lươn chui vào trong hậu môn thì cái chuyện này là chúng ta thấy là nó hơi bị vô lý. Vừa qua thưa quý vị, ở tỉnh Quảng Ninh có một cái người đàn ông vào trong cái trung tâm y tế của huyện Hải Hà để mà cấp cứu trong tình trạng là ông này bị đau quặn ruột không rõ nguyên nhân. Và khi những cái người bác sĩ ở trong cái bệnh viện trung tâm y tế của quận Hải Hà này người ta bắt đầu người ta siêu âm ra thì mới phát hiện có một cái con lương ở trên mạng quý vị thấy dài 30 cm nằm trong cái ống tiêu hóa từ trong hậu môn vào trong đến trực tràng vào trong ổ bụng của bệnh nhân luôn. À, bệnh nhân này là một người lao động tự do quê ở Lạng Sơn và anh này được vào cấp cứu vào ngày 20 tháng 3. À, kết quả siêu âm là chụp x-quang người ta phát hiện ra con lương. Thì sau khi mà hội chẩn thì bác sĩ người ta cho phẫu thuật để mà lấy cái con lương này ra khỏi cái người của bệnh nhân và cắt một cái đoạn đại trực tràng đã bị hoại tử và phải làm lại một cái hậu môn nhân tạo cho anh này. À, và bệnh nhân hiện nay đã tỉnh táo và coi như là đang hồi phục dần dần thưa quý vị, đỡ đau bụng hơn và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Và hiện chưa rõ bằng cách nào mà người đàn ông này lại có cái con lương này vào trong hậu môn. Thì À, những cái người bác sĩ trưởng khoa này người ta nói rằng có thể là do con lương này nó nó chui vào trong đó nó làm ổ và chúng ta thường chúng ta sợ ở trên Google chúng ta thấy rằng à, có những cái trường hợp là à, đọc cái thông tin thay đổi trên nó cái topic là một con lương chui vào trong hậu môn của bệnh nhân làm ổ cái chuyện này không bao giờ có thưa quý vị con lương không bao giờ chui vào trong hậu môn à, thật sự là khi mà chúng ta nói về vấn đề này nó hơi bị tế nhị chút xíu nó hơi bị hơi nhạy cảm chút xíu nhưng đây là trong một trong những cái vấn đề mà sinh lý tâm lý của những cái người này khi mà chúng ta mà chỉ có người đàn ông này họ tự động họ đưa vào thôi thì thành ra tại sao lại thấy đưa bản tin này hiện nay ở Việt Nam vẫn còn rất là nhiều cái trường hợp người ta trong cộng đồng LGBTQ người ta vẫn giấu giếm vấn đề là người ta cái gọi là cái ở trong cái cơ thể người ta ở trong người ta về tâm lý người ta người ta là là cộng đồng LGBT. nhưng mà người ta sợ hàng xóm sợ gia đình sợ bạn bè biết thì là đôi lúc có những cái hành vi tính dục của người ta người ta không có kiểm soát được và người ta không có dám nói không có không có dám mà giống như ở Hoa Kỳ chúng ta là có những cái tiệm nên chúng ta là vào trong đó có những cái tiệm nó gọi là nó bán sex toys thưa quý vị thì nó dùng cho để mà giải tỏa tâm lý của những người đó nhưng mà ở Việt Nam không có người ta gọi là cái cái truyền thống cái văn hóa người ta không cho phép thì thành ra người ta sử dụng những cái đó thì chúng ta đọc sơ ra cũng hiểu là vấn đề như thế nào nhưng đây là một trong những cái hội chuông cảnh báo cho những người nào chúng ta uh, vô tình hay là chúng ta cố ý chúng ta đưa những vật thể lạ vào trong cơ thể chúng ta qua đường hậu môn uh, ngoài cái chuyện mà như uh, như thế nào thì tôi không biết nhưng nó là nguy hiểm là đầu tiên rất là nguy hiểm khi mà chúng ta đưa một cái gì đó vào trong cơ thể chúng ta một cách khác thường thưa quý vị. Nhưng mà cái tại vì mình hình dung á khi mà nghe nói con lương mình hình dung nó to giống như cái con lương mà mình mua ngoài chợ mình ăn <laughs> nhưng mà trong cái hình của lý thái thì nó 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 rất là nhỏ. <cười> <cười> nhưng mà nhưng mà nó vẫn là con lương. Thưa quý vị, à, ngày thứ bảy ngày ngày mai thứ bảy 23 tháng 3 thì ở bên à, phòng à, chánh lục sự của tiểu à, bài của Orange County người ta gọi đó là ngày thông hành. À, Passport Day. Đó là ngày đầy những ai mà quý vị vừa có quốc tịch chưa kịp làm sổ à, thông hành thì quý vị có thể đến ngay ở chỗ mà phòng tránh luật sự này để quý vị làm không cần lấy hẹn. Đây là ngày đặc biệt, có nghĩa là từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Quý vị chỉ việc đến thôi để làm mà passport và đem theo uh, check để mà trả số uh, chụp hình. Đến đó chụp hình, nếu quý vị không có hình thì người ta chụp hình với giá là 7 đô la. Rồi mang theo những cái giấy tờ cần thiết Không cần lấy hẹn trước Thì đây là một cái rất là dễ Ở Nơi mà quý vị à, gọi Cái số điện thoại để quý vị gọi Để lấy hẹn trước là 714-834-2500 714-834-2500 Quý vị gọi lấy hẹn Và trong ngày mai từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều quý vị đến để làm passport mới và chuẩn bị cho đó là thể hiện là công dân Hoa Kỳ mà đó. tiền vẫn vậy hả? Giá tiền vẫn vậy hay là có <laughs> Giá tiền vẫn như vậy thôi. <laughs> Cảm ơn Lê Thái đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Sau cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để mà theo dõi các chương trình của Đài. Xin chào và hẹn gặp lại.